từ thương hiệu Rolex. Chiếc đồng hồ này thì mới được Rolex release cách đây khoảng 2 tháng thôi. Và đó là một chiếc đồng hồ thuộc bộ sưu tập OP Oyster Perpetual. Và đây là một model hoàn toàn mới các bạn ạ. Mang mã hiệu là 124300 với mặt số màu xanh thiên thanh rất là cuốn hút. Và chúng ta cùng tìm hiểu chiếc đồng hồ đó ở trong video này các bạn nhé. Vậy thì nhân vật chính của chúng ta đang ở đâu? Nhân vật chính của chúng ta đang ở dưới cổ máy ô tô các bạn ạ. Thì chiếc đồng hồ này mới được giới thiệu cách đây 2 tháng và nó ở trong bộ sưu tập Oyster Perpetual 41mm mang mã hiệu 124300. Cái bộ sưu tập này nó có những cái màu sắc rất là nổi bật như là màu đỏ này, màu vàng này, màu xanh rêu, màu xanh đậm này, màu xanh lá cây đậm, màu xanh thiên thanh đó. Và cái mã hiệu của nó là 124300. Nếu như chúng ta liên tưởng đến những cái môn đồ cũ là 114300 thì chúng ta sẽ nghĩ là nó vẫn sẽ giữ cái đường kính cũ, vẫn giữ cái đường kính nguyên thủy là 39mm. Nhưng không, đây là chúng ta lại sẽ có một cái case, một cái lớp vỏ với cái đường kính mới 41mm các bạn ạ. Và cái điểm mà tôi muốn đề cập nhiều nhất ở trong video này đó chính là cái mắt số, cái màu mắt số của chiếc đồng hồ 124300 này, đó chính là màu Ice Blue, màu xanh thiên thanh, và tôi rất là thích. Thì như các bạn đã biết, cái mặt Ice Blue, cái mặt xanh thiên thanh này, cái mặt số màu xanh thiên thanh Ice Blue này chỉ được sử dụng trên những chiếc đồng hồ với lớp vỏ của Platinum hay là bạch quy, rất là quý hiếm. Và ngày hôm nay, năm 2020, lần đầu tiên Rolex giới thiệu một chiếc đồng hồ với mặt xanh thiên thanh mà trên lớp vỏ thép các bạn. Và đó là một trong những lý do mặt số xanh thiên thanh này với mặt số màu xanh rêu là hai chiếc đồng hồ có cái mức giá premium cao gần gấp đôi so với mức giá chỉ khoảng 6.900 USD thôi các bạn. Đó, cái mặt số Ice Blue này trên cái lớp vỏ thép tôi phải nói là nó rất là đẹp. Bởi vì sao? Chúng ta sẽ rất là hiếm khi chúng ta sẽ nhìn thấy cái mặt số này. Đa phần chúng ta sẽ nhìn thấy trên những chiếc đầy nếp vỏ Platinum, đầy thò rồi vỏ Platinum. Đó, và ngày hôm nay Rolex đã thay đổi hoàn toàn mới, thay đổi cái cách làm của họ, và họ đã biến một cái mặt số hoàn toàn dành cho những phiên bản đặc biệt cho một phiên bản phổ thông. Và ngay sau đây thì chúng ta cùng đánh giá chiếc đồng hồ này với tôi các bạn nhé. Đây, như các bạn đang thấy trên tay tôi đây chính là chiếc đồng hồ Oyster Perpetual OP 41mm mang mã hiệu 124300. Thì cái điểm ấn tượng duy nhất của tôi đó chính là màu mặt số như tôi đã vừa nói với các bạn. Thì cái màu mặt số nó rất là cuốn hút. Khi mà chúng ta nhìn từ trên xuống, chúng ta sẽ thấy được là các cái cọc số này được làm nổi lên với giác quan, cụm giác quan. Điểm nhấn của chúng ta sẽ có hai cái giác quan đôi, ba điểm của giác quan đôi, đó là góc 3 giờ này, 6 giờ và 9 giờ. Còn lại là chúng ta sẽ có một cái giác quan thôi, một cái gạch giác quan thôi ở các cái khung giờ còn lại. Và góc 12 giờ đó sẽ là logo Rolex. Ngoài ra rìa của mặt số thì chúng ta sẽ thấy được các cái điểm, các cái vạch chỉ phút cũng như là chỉ giây, các cái điểm tròn năm ấy, tròn năm này, 5, 10, 15, 20 vân vân. Thì ở các cái điểm đến đều là chúng ta sẽ thấy một ô vuông màu đen. Thì các anh cameraman hãy zoom sát vào để cho chúng ta thấy được độ hoàn thiện ở phiên bản 124300 này. Tôi đánh giá là cao hơn những phiên bản trước 114300. Độ hoàn thiện ở trên mặt số chiếc đồng hồ này chúng ta sẽ thấy được là Rolex đã cải tiến, và chúng ta hãy cùng cảm nhận ở trong video này những cái khung cảnh macro của chúng tôi. Tôi có thể cảm nhận được là với phiên bản 124300 này thì độ hoàn thiện từ cọc số này, kim này, kim giờ phút giây, cọc số, cách in nó đều có cải tiến hơn so với những phiên bản tiền nhiệm là 114300 size 39. Chúng ta cùng zoom vào và xem chi tiết ở những góc quay macro các bạn nhé. Vâng, và nếu ai hỏi tôi là bạn thích nhất chi tiết gì trên chiếc đồng hồ này, có lẽ tôi khẳng định với các bạn đó chính là mặt số màu xanh thiên thanh. Tôi rất thích cái mặt số này, và với phiên bản bằng thép thì chúng ta cũng sẽ thấy được một điểm chung với những chiếc đồng hồ đây đấy.
với vỏ platinum, đó chính là cái vành này, nó được làm vành tròn chứ không phải là vành khía. Ngoài ra thì lớp vỏ chiếc đồng hồ này thì với tay càng cũng được làm thon gọn hơn một chút này, nó theo cái xu hướng của những chiếc submariner thế hệ mới. Và cái dây đeo Oyster của chúng ta cũng được làm giống như dây của những chiếc sắt được hoàn thiện trải xước toàn bộ. Và khóa chiếc đồng hồ này thì nó là dạng khóa ấn bình thường, không phải là cái dạng master lock như những chiếc Submariner GMT. Ngoài ra thì khóa chiếc đồng hồ này thì vẫn có cái chức năng là Easy Link, chúng ta có thể đóng mở một đường mắt dây dễ dàng. Giá của chiếc đồng hồ này hiện tại ở trên thị trường nó có giá khoảng 1.000 USD với giá được thuê khoảng 6.900. Thì tôi thấy cái mức giá với một chiếc đồng hồ mới ra với cái mặt số hot như thế này thì cũng nghĩ là nó cũng phù hợp thôi. Nhưng tương lai với cái mặt số này tôi không biết là nó như nào, nhưng những cái bộ mặt khác như là đỏ và có lẽ thời gian tới sẽ hạ nhiệt. Và như các bạn đang thấy chiếc đồng hồ trên tay tôi mà tôi rất thích cái mặt số này khi ra mặt, nó đẹp một cách nhẹ nhàng. Và đây là cuối video này rồi, thì tôi có một cái câu hỏi chúng ta cùng thảo luận với cái chiếc đồng hồ OP41 này. Các bạn có thích cái thiết kế không có đếm của chiếc đồng hồ này hay không? Thì các bạn hãy cùng comment ở phía bên dưới để chúng ta cùng thảo luận các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye bye.